Kia Sedona quý anh chị quý nhà ạ. Đây là chiếc MPV đến từ thương hiệu Hàn Quốc ạ. Đó. Chiếc Sedona màu đen, nội thất ghi vàng, phiên bản phun dầu, sản xuất năm 2017, lăn bánh được 10 vạn km, cực mới cực đẹp, đang được em Thuận cũng như cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt bán và giao dịch đến quý anh chị quý nhà hàng với mức giá 600 mấy chục triệu đồng. Rất đẹp luôn. Đây này mọi người cùng để ý nhá. Đèn pha này rất mới, không hề có hiện tượng ố vàng hay là rạn nứt chân chim. Xe thì đã được trang bị rửa pha, cảm biến quanh xe, bên dưới là bi gầm nha quý anh chị quý nhà hàng nha, la răng đúc. Đặc biệt hơn nữa thì chủ nhân cũ của chiếc xe này vừa mới thay 4 quả lốp mít nhá. Đấy, 4 quả lốp Michelin. Đấy. Cực đẹp và cực tuyệt vời luôn. Xe này la răng không một vết xước luôn. Đấy. Đĩa phanh rất dày. Đấy, má phanh cũng còn dày nhá. Rất mới luôn, một chiếc xe được sử dụng rất là giữ gìn. Xe có xi nhan tích hợp trên gương. Trang bị hai cửa lỗ điện ra hai phía ở hai bên hông. Bốn lốp mới tinh. Chiếc xe 7 chỗ, máy dầu, rất là tiết kiệm luôn. Rộng rãi, tiện nghi. Xe đô la phun dầu. Đấy, cốp mở điện đóng điện nhá. Khi mà gặp cái hàng ghế thứ ba xuống ấy thì chúng ta có một không gian để đồ, xếp hành lý, cũng như là những cái lúc mà chúng ta đi camping, đi cắm trại dã ngoại cùng gia đình thì đây sẽ là một cái không gian rất rộng để chúng ta đầy đồ, xếp đồ, thậm chí là trải lệm để ngủ luôn nhá quý anh chị quý chàng nhá. Xe rất đẹp luôn. Đấy, cốp điện này. Ốc an xin hết nhá quý anh chị quý chàng nhá. Ốc an xin hết luôn. Đó. Xe có trang bị cam lùi. Có trang bị cam lùi, cảm biến phía sau, gạt mưa sau, đèn phanh trên vây gió và anten vây cá quý anh chị quý chàng ạ. Rất đẹp đúng không ạ? Ngày xưa để sở hữu được mẫu xe này thì mọi người phải bỏ ra tiền tỷ. Giờ nó chỉ còn có 600 mấy chục triệu đồng thôi. Đây, lốp rất dày nhá. Lốp chủ nhân vừa mới thay luôn. Đấy, cửa lùa điện nhịp nhàng sang trọng. Bước lên rộng rãi, có lối đi giữa. Ghế thương gia. Có bệ tì tay, có đệm tì tay hai bên. Đấy, có rèm che chắn nắng ở hàng ghế thứ hai và kể cả hàng ghế thứ ba luôn nhá quý anh chị quý nhà hàng nhá. Đấy, rất là riêng tư. Cửa gió điều hòa trên trần, hai cửa sổ trời. Đấy, hai cửa sổ trời. Điều hòa tự động cho hàng sau luôn. Rất tuyệt vời quý anh chị quý nhà hàng. Rất rộng luôn. Thật sự luôn là chiếc này thì phục vụ gia đình hay là phục vụ các sếp thì đều đáp ứng được nhu cầu nhá. Đấy, ghế trước có chỉnh điện, có bơm lưng ghế quý anh chị quý nhà hàng ạ. Gương kính này. Đấy, kính lên xuống kính auto này. Đó, chỉnh gương này và có cụp gương theo chìa khóa quý anh chị quý nhà hàng nhá. Cảnh báo vượt, cảnh báo va chạm trên gương này. Chống trơn trượt này. Đấy, mở xăng này. Vô lăng ốp gỗ rất sang trọng luôn. Đèn auto gạt mưa tự động. Màn hình lớn. Màn hình lớn cảm ứng nhá quý anh chị quý nhà hàng nhá. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Có sấy ghế cho hàng ghế phía trước quý anh chị quý nhà hàng. Chìa khóa thông minh để lỗ start top một chạm. À, chiếc này ấy thì có đầy đủ luôn cảm biến áp suất lốp nhá quý anh chị quý nhà hàng nhá. Đầy đủ cảm biến áp suất lốp. Cửa lùa điện thì chúng ta có thể sử dụng ở cụm điều khiển trên trần cũng như là ở trên chìa khóa hoặc là các nút bấm hoặc tay nắm cửa nhá. Rất nhiều cách để mở được cái cửa lùa điện này. Rất tuyệt vời đúng không quý anh chị nhà. Kia Sedona giờ còn có 600 mấy thôi. À, đẹp chưa quý anh chị quý nhà. Ốc ác đẹp. Máy sáng. Đây này, chủ nhân cũ còn kỹ đến mức là treo dầu gió vào đây để đuổi chuột quý anh chị quý nhà. Treo dầu gió vào đây để đuổi chuột luôn nhá. Đó. Rất đẹp luôn. Một chiếc xe rất đáng để sở hữu. Đó.
Vâng ạ, trước mắt quý anh chị quý hàng là sản phẩm về chiếc Kia Sedona phiên bản máy dầu bản full, sản xuất năm 2017, lăn bánh được hơn 10 vạn km một xíu thôi. Giá đang giao dịch đến quý anh chị quý hàng là mức giá 690 triệu đồng nha quý anh chị quý hàng nhá. Quý anh chị quý hàng có nhu cầu quan tâm thì nhấc máy liên hệ ngay cho cửa hàng em theo số 0912669955 của anh Tuấn, hoặc em Thuận 0337904888. Bên em cam kết là chiếc xe không đâm va không gặp nước, hỗ trợ vay trả góp cho quý anh chị quý hàng có nhu cầu nhé. Xin được cảm ơn quý anh chị quý hàng đã theo dõi video ạ.